Mặt trời là ngôi sao trung tâm của Thái Dương hệ, là nơi cung cấp ánh sáng, nhiệt lượng, sưởi ấm cho các hành tinh. Đây là một ngôi sao dãy chính màu vàng, hình dạng của nó gần như một khối cầu hoàn hảo. Nó tồn tại ở trạng thái plasma, được cấu thành chủ yếu bởi các nguyên tố hydro và heli. Đây là thiên thể lớn nhất trong Thái Dương hệ. Đường kính trung bình của nó vào khoảng 1.392.000 km, gấp 109 lần đường kính trái đất. Điều này có nghĩa bạn có thể đặt vừa 1,3 triệu trái đất ở bên trong mặt trời. Tuy rằng mặt trời có kích thước lớn như vậy, nhưng nếu so với các siêu sao khổng lồ trong vũ trụ, kích thước của nó vẫn còn rất khiêm tốn. Trong video ngày hôm nay, tôi thú vị mời các bạn cùng đi khám phá bí ẩn của các siêu sao khổng lồ trong vũ trụ, để xem kích thước của nó có thể lớn đến mức nào. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Trước khi đi khám phá các siêu sao khổng lồ trong vũ trụ, Hải Yến xin giới thiệu với các bạn. Đây là tàu du hành top thú vị. Nó được trang bị những công nghệ của tương lai. Nó có thể bay với vận tốc tương đương ánh sáng, tức khoảng 300.000 km trên giây. Nó sẽ đưa chúng ta đến các siêu sao khổng lồ trong vũ trụ. Bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi này chưa? Xin mời các bạn cùng thắt dây an toàn để chuyến hành trình được bắt đầu. Ngôi sao đầu tiên mà tàu du hành tốt thú vị sẽ đưa các bạn đến, đó là siêu sao khổng lồ Betelgeuse. Chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với siêu sao này, bởi nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Kia rồi, đó là Betelgeuse, một siêu sao khổng lồ đỏ có quang phổ loại mờ. Theo tính toán của các nhà khoa học, Betelgeuse hiện tại có đường kính gấp khoảng 764 lần đường kính mặt trời, tức đường kính của nó là hơn 1 tỷ km. Bạn không nghe nhầm đâu, đó là đường kính của siêu sao Betelgeuse. Nếu có một phép màu đặt Betelgeuse vào thay thế vị trí của mặt trời, thì kích thước của nó sẽ mở rộng vượt qua quỹ đạo của hỏa tinh, hành tinh thứ tư tính từ mặt trời. Khi đó, cả bốn hành tinh là thủy tinh, kim tinh, trái đất và hỏa tinh đều bị ngôi sao nuốt chửng. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học thường thấy Betelgeuse sáng lên và mở đi một cách bí ẩn. Ban đầu họ nhận định có thể ngôi sao đang ở cuối vòng đời. Những hiện tượng đó báo hiệu thời kỳ hấp hối của ngôi sao. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân chính. Đó là sự xuất hiện của các đám mây bụi ở xung quanh khiến ngôi sao hấp thụ và mở đi, chứ không phải sự thay đổi độ sáng của ngôi sao. Ở thời điểm hiện tại, Betelgeuse được cho là cách trái đất khoảng 548 năm ánh sáng. Tức tàu du hành tốt thú vị có thể bay với vận tốc ánh sáng thì cũng phải bay không ngừng nghỉ trong 548 năm mới đến được ngôi sao. Qua đây bạn có thể thấy vũ trụ thật rộng lớn biết nhường nào. Đi qua ngôi sao Betelgeuse, tàu du hành tốt thú vị sẽ đưa chúng ta đến một siêu sao khổng lồ khác, đó là siêu sao V602 Carina. Đây cũng là một siêu sao khổng lồ đỏ có quang phổ M3 nằm trong chòm sao Carina, tức chòm sao thuyền đệ ở phía nam. Ngôi sao được ước tính có đường kính gấp khoảng 1.050 lần đường kính mặt trời, tương đương 1,46 tỷ km. Với kích thước này, nếu đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời, ngôi sao sẽ mở rộng gần chạm tới quỹ đạo của Mộc Tinh, hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời. Khi đó, toàn bộ bốn hành tinh phía bên trong và cả vành đai các tiểu hành tinh sẽ bị ngôi sao nuốt chửng. Mặc dù có kích thước rất lớn, nhưng siêu sao V602 Carina lại có nhiệt độ bề mặt khá mát mẻ. Nhiệt độ của nó chỉ vào khoảng 3.276 độ C, mát hơn khá nhiều so với 5.500 độ C của nhiệt độ mặt trời. Nhưng do có kích thước siêu lớn, nên ngôi sao có độ sáng gấp khoảng 130.000 lần độ sáng của mặt trời. Bởi vậy, mặc dù nằm cách trái đất khoảng 3.800 năm ánh sáng, nhưng đứng ở trái đất, bạn vẫn có thể quan sát thấy ngôi sao bằng một ống nhòm cỡ nhỏ, bởi vì độ sáng biểu kiến của nó vào khoảng 8,39. Ngoài ra, siêu sao V602 Carina cũng đang ở cuối vòng đời tiến hóa sao,
Trong tương lai, nó sẽ sụp đổ thành một siêu tân tinh. Sản phẩm cuối cùng của nó có thể là một hố đen. Mới đi qua hai siêu sao, chúng ta đã thấy sự choáng ngợp về kích thước của chúng trong vũ trụ. Nhưng ở phía trước còn có những ngôi sao khác khổng lồ hơn. Xin mời các bạn tiếp tục cuộc hành trình nhé! Kia rồi, một siêu sao khổng lồ khác, đó là NML Cygni. Đây là một siêu sao khổng lồ đỏ, nằm ở hướng tròm sao Thiên Nga. Quan sát từ trái đất, ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 16,6, nên bạn không thể quan sát nó bằng mắt thường, mà bạn cần có những kính thiên văn chuyên dụng mới có thể nhìn thấy. Bởi vì ngôi sao đang nằm cách trái đất khoảng 5.250 năm ánh sáng. Các nhà khoa học ước tính, ngôi sao có đường kính gấp khoảng 1.183 lần đường kính mặt trời, tức 1,64 tỷ km. Với đường kính này, nếu đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời, ngôi sao sẽ mở rộng vượt qua quỹ đạo của Mộc Tinh, hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời. Đương nhiên khi đó, cả năm hành tinh sẽ bị ngôi sao nuốt chửng. Còn nếu tàu du hành Tốt Thú Vị muốn bay một vòng quanh ngôi sao bằng vận tốc ánh sáng, con tàu cũng phải mất gần 5 giờ mới thực hiện được điều đó. Nhưng nếu tàu vũ trụ Voyager 1 muốn bay quanh ngôi sao với vận tốc 60.000 km/h, con tàu sẽ phải bay không ngừng nghỉ trong khoảng 9,8 năm mới thực hiện bay được một vòng. Bạn có thể thấy siêu sao NML Cygni nó lớn đến mức độ nào. Do đây là một siêu sao khổng lồ đỏ nên nhiệt độ bề mặt của nó cũng rất mát, chỉ vào khoảng 3.000 độ C. Nhưng do kích thước siêu lớn của nó nên siêu sao vẫn tỏa ra độ sáng gấp 230.000 lần độ sáng mặt trời. Một độ sáng khủng khiếp mà chúng ta khó có thể tưởng tượng ra được. Đi qua siêu sao NML Cygni, tàu du hành Tốt Thú Vị sẽ đưa chúng ta đến một siêu sao khá quen thuộc. Đó là Vi Canis Majoris. Đây là một siêu sao khổng lồ đỏ cực giàu oxy. Nó nằm cách trái đất khoảng 3.900 năm ánh sáng. Do đây là một sao biến quang nên có những thời điểm bạn vẫn quan sát được ngôi sao bằng mắt thường khi đứng ở trái đất. Các nhà khoa học cho rằng Vi Canis Majoris có đường kính gấp khoảng 1.420 lần đường kính mặt trời, tương đương 1,97 tỷ km. Với kích thước này, nếu đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời, ngôi sao sẽ mở rộng vượt ngoài quỹ đạo của Mộc Tinh, nên năm hành tinh phía bên trong sẽ bị ngôi sao nuốt chửng. Còn nếu tàu vũ trụ Voyager 1 muốn bay một vòng quanh ngôi sao, con tàu sẽ phải bay không ngừng nghỉ trong gần 12 năm mới hoàn thành được một vòng. Bởi vậy, Vi Canis Majoris đã trở thành một trong những siêu sao khổng lồ nhất trong dải ngân hà mà con người từng biết đến. Ngoài kích thước siêu lớn, ngôi sao cũng tỏa ra một độ sáng khủng khiếp, gấp khoảng 350.000 lần độ sáng của mặt trời. Nhưng do đây là một sao khổng lồ đỏ nên nhiệt độ bề mặt của nó rất mát, chỉ vào khoảng 3.200 độ C, mát hơn rất nhiều so với nhiệt độ của mặt trời. Nhiều nhà khoa học dự đoán Vi Canis Majoris đang ở cuối vòng đời tiến hóa sao. Trong khoảng 100.000 năm tới, ngôi sao sẽ kết thúc vòng đời của mình bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Sản phẩm còn sót lại của vụ nổ có thể là một hố đen. Vượt qua siêu sao khổng lồ Vi Canis Majoris, tàu du hành Tốt Thú Vị sẽ đưa các bạn đến một ngôi sao rất nổi tiếng khác, đó là siêu sao Uiscuti. Đây là một siêu sao khổng lồ đỏ nằm ở hướng tròm sao Thuẫn Bài. Kích thước của Uiscuti là một chủ đề gây khá nhiều tranh cãi. Bởi vì sử dụng các phép đo khác nhau, chúng lại cho ra những kết quả khác nhau. Theo số liệu được nhiều nhà khoa học chấp nhận nhất, Uiscuti có đường kính gấp khoảng 1.708 lần đường kính mặt trời, tương đương 2,38 tỷ km. Với kích thước này, bạn có thể nhét khoảng 5 tỷ mặt trời vào trong lòng ngôi sao. Ngoài ra, nếu ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời, ngôi sao sẽ mở rộng gần chạm đến quỹ đạo của Thổ Tinh, hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời. Còn nếu tàu vũ trụ Voyager 1 muốn bay một vòng quanh ngôi sao với vận tốc 60.000 km/h, thì con tàu cần bay liên tục trong hơn 14 năm mới thực hiện được. Do Uiscuti nằm cách trái đất khoảng 9.500 năm ánh sáng, nên dù có độ sáng gấp 340.000 lần độ sáng mặt trời,
nhưng bạn vẫn không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường trên bầu trời đêm, bởi vì nó có độ sáng biểu kiến từ 8,29 đến 10,6. Người ta cũng dự đoán rằng Uiscuti cũng sẽ không tồn tại được lâu nữa, bởi sớm muộn nó sẽ kết thúc vòng đời bằng một siêu tân tinh. Sản phẩm cuối cùng của nó có thể là một hố đen. Vượt qua Uiscuti, tàu du hành sẽ đưa các bạn đến một siêu sao quán quân về kích thước, đó là Stephenson 218. Đây cũng là một siêu sao khổng lồ đỏ nằm ở hướng tròm sao Thuẫn bài. Đường kính của ngôi sao có thể gấp khoảng 2.150 lần đường kính mặt trời, tương đương 3 tỷ km. Thật là không thể tin được, vũ trụ lại tạo ra một ngôi sao có đường kính lên tới 3 tỷ km. Nếu đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời, nó sẽ mở rộng vượt qua quỹ đạo của thổ tinh, hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời. Khi đó, cả 6 hành tinh phía bên trong sẽ bị ngôi sao Stephenson 218 nuốt chửng. Còn nếu tàu vũ trụ Voyager 1 muốn bay một vòng quanh ngôi sao, con tàu sẽ cần bay không ngừng nghỉ trong khoảng 18 năm. Wow, thật là một điều không tưởng. Theo tính toán, Stephenson 218 có khoảng cách rất xa, cách trái đất khoảng 18.900 năm ánh sáng, nên mặc dù có độ sáng gấp 430.000 lần độ sáng mặt trời, nhưng bạn chỉ nhìn thấy nó mờ nhạt trên bầu trời đêm bằng mắt thường mà thôi. Phải nói rằng, vũ trụ luôn cho chúng ta đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có những ngôi sao sở hữu kích thước không tưởng, nhưng chúng vẫn tồn tại. Thậm chí còn có những ngôi sao lớn hơn nữa, nhưng có thể công nghệ của chúng ta hiện nay vẫn chưa đủ khả năng để phát hiện ra. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ phát hiện thêm nhiều siêu sao khổng lồ khác để xô đổ những kỷ lục của các ngôi sao hiện tại. Đến đây, video của Tốt Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!